Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với Viettel Store TV. Mới đây thì Xiaomi đã công bố một sản phẩm mới kế nghiệm dòng Redmi 6A của năm ngoái, và đây sẽ là sản phẩm mình hứa hẹn là sẽ rất thành công ở phân khúc giá rẻ năm nay, chính là những chiếc Redmi 7. Và với mức giá dưới 3 triệu đồng mà Xiaomi công bố thì chúng ta hãy cùng nhau xem rằng sẽ nhận được gì cũng như là sẽ phải đánh đổi những gì khi mà bỏ ra 3 triệu đồng để mua Redmi 7 nhé. Và nếu như bạn đang quan tâm đến những sản phẩm Redmi 7 thì các bạn có thể tham khảo tại hệ thống siêu thị Viettel Store hoặc click vào đường link để phần mô tả của video nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về điểm trừ trước đi, bởi vì điểm trừ có lẽ chúng ta sẽ quan tâm hơn vì chúng ta sẽ phải đánh đổi đi mà. Điểm trừ đầu tiên sẽ đến từ cổng sạc. Đồng ý là với cổng sạc micro USB thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm kiếm những cái cáp sạc ở ngoài thị trường. Thế nhưng mà so với năm 2019 thì có phần gì đấy đã tụt hậu hơn rồi. Tiếp đến là về phần hoàn thiện, khi mà máy được gia công mình đánh giá là tốt rồi, thế nhưng mà vẫn có một số cái điểm cấn nhỏ nhỏ. Ở đây là phần tiếp giáp giữa mặt lưng và khung máy thì nó sẽ hơi bị gồ lên một chút, các bạn có thể thấy là vuốt thì nó sẽ cảm giác nó hơi cấn tay một chút. Với mình thì mình đã quen cảm giác vuốt một cách liền lạc ở trên những chiếc máy khác rồi, cho nên là khi mà vuốt ở trên chiếc Redmi 7 này thì cảm giác như là nó không được thoải mái bằng, cho nên là mình đánh giá đây sẽ là một điểm trừ nhỏ nhỏ của chiếc Redmi 7. Điểm trừ thứ ba đến từ công nghệ sạc. Khi mà năm 2019 rồi, rất nhiều mẫu máy trên thị trường dù là phân khúc giá rẻ, tầm trung hay cao cấp thì đều được trang bị tiêu chuẩn sạc nhanh. Nhưng chiếc Redmi 7 của chúng ta thì lại không được trang bị tiêu chuẩn sạc nhanh, mặc dù nó sử dụng chip của Qualcomm. Và theo mình đây là một điểm rất là đáng tiếc. Điểm trừ cuối cùng mà mình thấy rất là đáng tiếc trên chiếc Redmi 7 đó là độ phân giải màn hình chỉ dừng ở mức HD+. Tại sao mình nói đây là một điểm đáng tiếc? Bởi vì máy được trang bị một màn hình rất lớn lên đến 6,26 inch và với độ phân giải là HD+ thì máy thực sự là chưa làm mình hài lòng khi mà chất lượng hiển thị đạt ở mức khá. Nhưng mà chê hoài như vậy thì không phải là chiếc máy này không có điểm gì nổi bật. Phải nói rằng đây sẽ là một chiếc máy mà cực kỳ đáng giá ở phân khúc giá dưới 3 triệu. Vì sao? Đầu tiên khi nói về thiết kế, chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là thanh thoát, rất là gọn và cầm rất là thoải mái trong lòng bàn tay. Cái mặt lưng này được bo cong mềm làm mình liên tưởng đến những cái sản phẩm của Samsung, và nó sẽ có cái cảm giác gì đấy nó cao cấp hơn chứ không hề rẻ tiền. Tiếp đến là về màu sắc. Khi mà máy sẽ có cái hiệu ứng màu gradient như thế này thì các bạn có thể thấy rằng cái hiệu ứng màu sắc thay đổi từ trên xuống dưới, nó sẽ là từ màu đen chuyển dần sang màu xanh với phiên bản mình đang có trên tay đây. Và với cái màu sắc này thì cảm giác nó trẻ trung, năng động và cũng như phù hợp với giới trẻ nhiều hơn. Cái mặt lưng bằng nhựa này thì cũng cho phép chúng ta có cái độ bền cao hơn là mặt lưng bằng kính. Mặt lưng bằng kính đồng ý là nó sẽ sang trọng hơn, nhưng xét về độ bền thì mặt lưng bằng nhựa này sẽ ăn đứt mặt lưng bằng kính khi mà các bạn mỗi lần rơi thì các bạn sẽ không lo cái tình trạng mặt lưng của mình sẽ bị vỡ. Chuyển qua mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước rất là lớn, như mình đã nói là 6,26 inch, cùng với đó là màn hình giọt nước. Và nhờ màn hình giọt nước này thì viền màn hình của chiếc máy này đã mỏng hơn rất là nhiều, và thậm chí mình đánh giá đây là sản phẩm có viền màn hình mỏng nhất trong phân khúc giá dưới 3 triệu đồng. Hơn nữa, cái màn hình này sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5, các bạn không nghe nhầm đâu. Chỉ dưới 3 triệu đồng các bạn đã được trang bị kính cường lực Gorilla Glass, và với kính cường lực này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng, chúng ta sẽ ít bị xước hơn, cũng như là trong quá trình sử dụng nếu các bạn bị rơi nó sẽ hạn chế được cái tình trạng vỡ màn hình. Cái điểm mà mình đánh giá chiếc Redmi 7 là vô địch trong tầm giá dưới 3 triệu đến từ cấu hình, khi mà máy được trang bị con chip Snapdragon 632, và như bạn có thể thấy rằng với con chip Snapdragon 632, điểm AnTuTu mình chấm được đạt khoảng 103.000 điểm, trong đó có khoảng 13.000 điểm GPU. Và với con chip này thì các bạn hoàn toàn có thể chơi được tất cả những cái tựa game có trên CF Play. Ngoài ra, con chip Snapdragon 632 là con chip tiết kiệm điện, do đó thì chúng ta có thể kéo dài được thời gian sử dụng máy. Và mình tin rằng trong phân khúc giá dưới 3 triệu đồng, các bạn sẽ không thể nào mà tìm được một chiếc máy nào có con chip Snapdragon 632 trừ chiếc Redmi 7 ra. Và dưới 3 triệu đồng thì chúng ta sẽ có thêm gì? Chúng ta sẽ có thêm một cụm camera kép thời thượng ở phía sau, với camera chính có độ phân giải là 12 MP, có lấy nét theo pha, và camera phụ với độ phân giải 2 MP có nhiệm vụ đo độ sâu chướng ảnh. Nhờ đó thì các bạn đã có thể chụp ảnh chân dung xóa phông trên chiếc máy này. Hơn nữa, camera trước cũng có độ phân giải rất là lớn lên đến 8 MP, và 3 triệu đồng các bạn có camera selfie phone này, có thao tác chụp ảnh đơn giản, nhanh chóng cũng như bắt nét nhanh thì chả tội gì chúng ta không bỏ ra để mua chiếc Redmi 7 đúng không nào. Và cuối cùng là thời lượng sử dụng pin. Với viên pin có dung lượng khủng 4000 mAh, cùng với đó là màn hình HD+, và cuối cùng là con chip Snapdragon 632, tất cả những thứ này đã tạo lên một thời lượng sử dụng pin cực kỳ lâu dài trên sản phẩm này. Và theo mình đánh giá thì chiếc máy này có thể đáp ứng được dư sức nhu cầu của các bạn trong vòng một ngày dài sử dụng. Và mình vừa nêu cho bạn những cái điểm trừ cũng như là điểm cộng trên chiếc Redmi 7 này. Và với dưới 3 triệu đồng thì các bạn thấy có nên sở hữu những chiếc Redmi 7 này không? Cá nhân mình thấy thì đây sẽ là smartphone kiểu best choice trong phân khúc giá dưới 3 triệu đồng rồi. Còn ý kiến của bạn ra sao, hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên các bạn có thể tham khảo chiếc Redmi
27 tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.